Ngày xưa ngày xưa, ở vùng Sakai của Nhật Bản, có lãnh chúa Hito nổi tiếng là người có quyền lực và của cải nhiều nhất vùng. Ai ai cũng phải nể sợ. Chẳng bao lâu nữa, lâu đài Maruoka của ta sẽ được xây dựng bề thế, sánh ngang với nơi ở của thiên hoàng. Có như vậy, địa vị của ta sẽ càng được củng cố. Mọi việc tiến triển đến đâu rồi? Dạ thưa lãnh chúa, nền móng của lâu đài đã đào xong. Mấy hôm nữa là tường bao được xây dựng lên, thì sẽ tiến hành hoàn thiện dần các kiến trúc bên trong. Ta muốn mọi thứ thật tỉ mỉ, nhưng tiến độ cũng không được chậm trễ. Nhớ chưa? Dân, chúng thần đã huy động tổng lực rồi ạ. Làm ăn cẩu thả vậy hả? Vậy thì bao giờ lâu đài của ta mới xây dựng xong? Dạ xin lãnh chúa tha tội, mấy hôm nay phải tăng ca nên chân tay chúng tôi đều bung rũng cả rồi. Cứ thế này chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Lão Tuế, đây đâu phải là chỗ để ngươi lên tiếng. Việc xây dựng lâu đài của lãnh chúa đang cấp thiết, không thể chậm trễ. Các ngươi làm của tí việc cũng kể khổ là sao? Tất cả các ngươi, ai làm ăn không ra hồn, ta sẽ đánh cho tuốt xác ra. Ở đó mà trả treo hả? Quản lý chúng nó thật cẩn thận, đứa nào lười biếng đuổi cổ ra khỏi vùng. Dạ thưa lãnh chúa. Thôi nhanh cái chân cái tay lên, khi nào lâu đài của lãnh chúa xây dựng xong thì chúng ta mới thoát được cảnh cơ cực này. Đúng vậy, ông ta xưa nay nổi tiếng tàn ác rồi, nhưng ít ra làm ở đây vẫn có miếng ăn bỏ vào miệng. Một, hai, ba, vô! Con giúp tôi với! Trời ơi, có người bị đá đè kìa! Mau, mau, kéo họ ra, không mất mạng chứ chẳng chơi! Bẩm lãnh chúa, có chuyện rồi. Đêm hôm khuya khoắt, còn chuyện gì mà ngươi lại hớt hải vậy? Dạ, toàn bộ tường bao của lâu đài lại bị đổ sụp. Đây đã là lần thứ ba rồi. Dù được gia cố thế nào thì tường cũng không trụ được. Rất nhiều nhân công đã bị đá đè bị thương tích đầy người. Có chuyện vậy sao? Đã 5 lần 7 lượt không thể xây dựng được tường thành rồi. Không rõ có phải ta đã cho xây lâu đài trên vùng đất dữ hay không. Ngươi cho gọi thầy phong thủy giỏi nhất dùng đến đây cho ta. Vâng, thưa lãnh chúa. Còn chuyện ngoài công trường thì tính sao? Cho dừng lại hết, không xây dựng gì nữa. Đồng thời, tống cho bọn dân đen ít tiền để chúng im cái miệng kêu than lại cho ta. Thầy phong thủy, như ông thấy rồi đó, ta dù đã rất khổ công, cũng không thể nào xây dựng được lâu đài của mình. Quả đúng như ngài dự đoán, đất này không những độc địa mà còn chịu sự cai quản và tranh chấp của nhiều vị thần linh. Vậy ta phải làm sao để xây tiếp tòa lâu đài? Dạ, chỉ còn một cách. Lãnh chúa phải xây ngay đài hiến tế và chọn ra một người tình nguyện để chôn sống dưới móng cột của lâu đài. Cái gì? Chôn sống sao? Đúng vậy. Chỉ có làm như vậy, các vị thần linh mới có thể nhận được linh hồn của kẻ được hiến tế. Ngài sẽ xây dựng được lâu đài mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng ta biết tìm đâu ra kẻ tình nguyện đi chết chứ? Với ai đó thì có thể khó khăn, còn với ngài thì điều đó dễ như trở bàn tay. Biết bao kẻ đói khát ngoài kia muốn đánh đổi cả mạng sống để có tiền. Bệnh của cậu ấy rất trọng rồi, nếu không nhanh điều trị thì nó sẽ lan vào tim. Lúc đó có muốn trị dứt điểm tôi cũng bó tay rồi. Vậy thuốc thang có tốn kém lắm không thưa thầy thuốc? Do cô đã trì hoãn lâu ngày,
Giờ chỉ có những vị thuốc đại bổ mới có thể dưỡng được dưỡng khí cho con trai cô. Thông thường tôi sẽ lấy người khác 1.000 đồng bạc, nhưng do hoàn cảnh cô cũng khó khăn, tôi bớt cho 50 đồng. Trời ơi, có bán cả nhà cả cửa đi, tôi cũng không thể lo được chỗ tiền ấy. Làm thế nào để cứu sống con trai tôi bây giờ? Cậu ấy không còn nhiều thời gian đâu, cô phải nhanh lên mới kịp. Thôi, tôi xin phép ra về. Con trai, mẹ sẽ tìm cách để cứu con. Nếu con không còn nữa thì mẹ sống cũng chẳng nghĩa lý gì. Cha con mất sớm, con là hy vọng của cả cuộc đời mẹ. Mình phải tìm đến từng nhà người quen xem có vay được chút tiền nào không, còn nước còn tát. Có chuyện gì sao mọi người lại túm tụm lại thế kia? Lãnh chúa đang tìm người làm lễ tế phẩm, nếu ai tình nguyện sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Trời ơi, ông ta tìm người chôn sống đó. Thật là tàn nhẫn, coi mạng sống của người ta như cỏ rác không bằng. Tiền nhiều cỡ nào cũng không thể đánh đổi được sinh mệnh. Đúng vậy, đúng vậy. Cô ta là người tình nguyện làm vật tế phẩm sao? Được thưởng rất nhiều tiền ư? Bẩm lãnh chúa, tôi là một quá phụ sống ở căn nhà bên kia chân núi. Nghe nói lãnh chúa đang tìm người nên tôi mạn phép đến đây. Vậy cô biết là cô sẽ bị ta chôn sống dưới móng cột lâu đài chứ? Tôi biết, chỉ cần lãnh chúa đáp ứng với tôi 2 nguyện vọng thì tôi sẽ tình nguyện trở thành lễ tế của ngài. Nói đi, 2 điều kiện của ngươi là gì? Ngoài số tiền thưởng mà ngài dành tặng, tôi muốn ngài phong cho con trai tôi một chức samurai nho nhỏ. Sau này tôi không còn nữa, con trai tôi cũng có một nghề bấu víu, đủ cơm ăn áo mặc, không phải quá khổ sở như cuộc đời của tôi. Nó sẽ tận tụy trung thành với ngài suốt cả cuộc đời. Được, ta đồng ý với ngươi. Trước mắt lãnh chúa thưởng cho cô 1.000 đồng tiền bạc, số còn lại sẽ đưa cho con trai cô sau khi nghi lễ được thực hiện xong. Cảm tạ ơn lãnh chúa. Chỉ cần lãnh chúa giữ lời hứa, tôi thật sự rất mãn nguyện khi rời khỏi cuộc đời này. Được rồi, ngươi về chuẩn bị đi, ngày kia lễ tế sẽ được bắt đầu. Con ơi, mẹ chẳng đành lòng phải rời xa con, nhưng để con được sống, mẹ hy sinh thân thể này cũng là điều mãn nguyện. Con phải sống thật tốt để mẹ yên lòng nhắm mắt. Tôi đã nghe mọi người trong làng bàn tán cả. Oshizu, cô đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Ngày kia tôi đã phải đến lễ hiến tế. Khi tôi không còn nữa, chuyển thuốc thang của con trai tôi tâm sự nhờ ngài. Cháu tỉnh lại mà biết chuyện của tôi sẽ rất đau lòng. Mong ngài và mọi người khuyên giải giúp tôi. Ở hoàn cảnh của cô cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì cô cứ an tâm, còn bà con lối xóm sẽ chăm sóc con trai cô. Xin các vị thần linh chứng giám cho lòng thành của chúng con. Đây là lễ tế phẩm của các vị, xin các vị hãy đón lấy. Các vị thần hãy đón nhận lấy một linh hồn trong sạch thuần khiết này đi. Cầu mong cho con xây dựng lâu đài được thuận lợi. Tội nghiệp cô Oshizu quá. Vậy là hết một kiếp người trong tuổi hổ. Quả thật, nghi lễ hiến tế đã xoa dịu được các vị thần. Lâu đài của ta đang được xây dựng từng bước, sẽ sớm hoàn thiện thôi. Thần đã đưa nốt tiền còn lại cho con trai người đàn bà chọc mắt làm vật phẩm hiến tế rồi. Nhưng còn việc ngài hứa cho hắn một chiếc samurai nhỏ thì sao ạ? Đã có tiền rồi thì còn đòi hỏi lắm vậy? Có mỗi mạng người mà bắt ta hết thế này thế kia, đúng là được voi đòi tiên. Cô ta chết rồi coi như hết chuyện, từ sau không được nhắc lại với ta chuyện này nữa. Dân, thưa ngài. Lãnh chúa, sao ngài có thể nuốt lời như vậy được? Ai mà dám cả gan làm loạn trước lâu đài của ta vậy? Thưa lãnh chúa,
Tôi là con trai của Oshizu, người đã tình nguyện làm vật tế phẩm. Ngài đã hứa với mẹ tôi sẽ ban cho tôi một chiếc samurai. Sao giờ ngài có thể nuốt lời như vậy? Dơ dẫn, cái mạng chó của người hôm nay là do ta bỏ tiền ra cho mẹ người đó, hiểu chưa? Còn đòi hỏi lắm vậy. Đó là thỏa thuận của mẹ tôi với ngài. Mẹ tôi đã phải từ bỏ cả mạng sống để đổi lấy. Ngài là bậc đức cao vọng trọng, sao có thể nói lời không giữ lời? Người cút khỏi đây ngay. Ta ban cho mẹ con ngươi như vậy là đủ ân huệ rồi, đừng để ta phải nặng tay. Lãnh chúa, người phải giữ lời hứa của mình. Thưa lãnh chúa, đã 10 ngày nay hắn ta đều đến trước cổng lâu đài làm loạn, gây nên điều tiếng không hay cho ngài đâu. Đêm nay cho người bắt lấy hắn ta rồi thủ tiêu, dứt xác xuống cảnh con hào đằng sau lâu đài. Nên nhớ mọi việc làm cho thật kín kẽ, đừng để ai đánh hơi được, nếu không càng sinh ra phiền nhiễu. Các ngươi! Xong chuyện, chúng ta đi uống rượu thôi. Ngày mai nếu có ai hỏi thì bảo lãnh chúa cho hắn tiền để hắn đi làm ăn xa rồi. Đi thôi. Quái lạ, sao cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình. Con mà, cứu ta. Hàng đêm lãnh chúa đều nghe thấy những tiếng khóc ghê rợn và thường xuyên bị bóng ma Oshizu ám ảnh. Một thời gian sau, hắn phát điên và ngã từ tầng cao nhất của lâu đài xuống đất mà chết. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi xuân về, con hào nơi Oshizu bị chôn sống sẽ tràn nước cho đến tận lúc người dân cắt rong biển. Họ cho rằng đó là những giọt nước mắt đau lòng của Oshizu. Dân làng đã lập lên một ngôi mộ để an ủi cho linh hồn của Oshizu. Người ta truyền nhau câu vè: cơn mưa rơi khi mùa cắt rong về là cơn mưa gợi lại những giọt nước mắt đau buồn của Oshizu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!